Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Dù không được đánh giá cao ở AFC Champions League năm nay, nhưng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn có những màn thể hiện khá ấn tượng, nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên. Nhằm đáp lại tình cảm của người hâm mộ, đội bóng phố núi quyết định tặng vé xem trận đấu cuối cùng vòng bảng cho đông đảo khán giả. Theo như thông báo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng này sẽ tặng cho khán giả 12.000 vé xem trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFC Champions League năm nay gặp Sydney FC. Quyết định này nhằm tri ân tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ bóng đá dành cho đội bóng phố núi trong những trận đấu đã qua. Điều này cũng đã nhận được sự đồng ý từ Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như VFF. Số lượng vé mời tương đương 70% sức chứa của sân vận động Thống Nhất. Vé sẽ được ban tổ chức phát cho khán giả ở 3 địa điểm xung quanh sân, bắt đầu từ 8:30 ngày 29 tháng 4 và kết thúc khi hết vé. Theo quy định, mỗi người chỉ được nhận tối đa 2 vé. Việc Hoàng Anh Gia Lai đang chơi tốt tại AFC Champions League mang đến những dấu hiệu tích cực, góp phần nâng cao hình ảnh các câu lạc bộ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.